nay có mặt ở đây rất là sớm để phụ cho mẹ Lệ Thủy cũng như là anh Dương Đình Chí để có một buổi họp báo được suôn sẻ hơn. Và nhân đây thì Nghĩa cũng xin chúc cho mẹ Lệ Thủy có một buổi họp báo ra mắt hồi ký 60 năm của mẹ thành công tốt đẹp và sẽ được tất cả mọi người yêu thương và đón nhận mẹ. Anh thấy vậy là Chí, anh thấy vậy này là em hay xuất hiện trong nhiều công ty đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, thì giờ em đang trong bước chân hai thế hệ của anh Dương Đình Chí thì sắp tới sẽ có nhiều cái chương trình thì sẽ có Dương Hiếu Nghĩa cũng như là các anh chị sẽ góp mặt vào những cái số đặc biệt đó cũng như là kỷ niệm 10 năm của bước chân hai thế hệ. Nghĩa anh thấy là khi hát những dễ đúng không? Dạ. Thường thì Nghĩa là nhạc khác không? Dạ thì... Dạ, thường thì Nghĩa hát nhạc trẻ, nhưng mà bước chân hai thế hệ thì anh Dương Đình Chí hướng dẫn cho Hiếu Nghĩa sẽ hát nhạc bolero và nhạc quê hương trữ tình. Thì Hiếu Nghĩa đang trong quá trình hoàn thiện những cái sản phẩm đó. Dạ, xin cảm ơn ạ.
mà ở nhà mấy bữa nay chị học ca rồi mấy bạn rồi cũng vui, rồi mấy đứa em rồi nó la nó hay là này kia rồi cũng vui, xong giờ tự nhiên cái mình lên đây mình nằm con mình buồn quá, tay lại cái ba chị cũng nổi rồi. Yeah. Sau đây ba ba mười tuổi mới ba mười ơi chắc con phải về, chứ con nhớ má con quá à, nhớ mấy đứa em quá à, con mới về vì nhà sách vở vô khóc quá trời, cái con không đi hết nữa, giờ con buồn quá trời, nó không đi nữa. Trời ơi, nói thiệt chứ người ta thâu văn người ta sợ cũng chết chứ không, còn mình đâu có sợ tại vì mình biết không sợ sống. Trời ơi, quá quá tuyệt vời. Yeah. Cái giọng người khác thì có khi nó không thích thì sao? Có một cái bàn tay vô mình nói tâm linh một chút là tổ nghiệp của mình chỉ để cho có một cái người để lưu lại đó, tôn vinh và lưu lại những lúc yêu này và những cái gì hình ảnh của chị. Riêng gì Thanh Điền mà tất cả khán giả, tất cả người nghe Lệ Thủy đều thương cưng yêu Lệ Thủy nhất. Nối bước trong nghề, nếu không có như vậy thì con sẽ không có cái tên Ngọc Huyền mà được khán giả thương yêu tiếp nối theo trên cô như bây giờ. Con là cái người là nghe tâm của cô nè, cô Thanh Nga nè, hồi nhỏ phải nói là con thần tượng hai người, nhưng mà cô là một cái thần tượng sống của con. Dù cho bây giờ mẹ Thủy đã 70, nhưng mà giọng hát của mẹ Thủy nó đã ăn sâu trong tiềm thức của người mộ điệu cải lương nói chung và nói riêng, là nó mang một cái tâm tư tình cảm của một người dân Nam Bộ, một cái vùng sông nước đồng bằng đủ năm. Tại vì cải lương mình nó là ngũ cung ngũ âm đó, họ sự sang xây cấm thì mẹ ca nó vào những tiếng đúng á, nó đúng vô cái là người ta khó quên lắm. Tại vì á, người ta nói là ăn bữa nay phải lo bữa ngày mai, nhưng mà tỉnh ra đến người nhà của Lệ Thủy là buổi sáng phải lo buổi chiều, là tại vì sáng má bác nó có tiền nên mua buổi chiều. Nhớ cái lần bà mình nói là bà không thu thu dĩa hết trơn rồi kia ha, mấy mai trong đồng bộ bà ba, nhưng mà bà biết mày cứ coi này thì cứ làm này, cứ lấy chạy vô con cá mày người chưa hay nên làm cái giá như những nhỏ thì có coi cái ăn kì đi lấy chạy vô con cá mày người chưa là toàn lớn không đúng rồi, tức là mỗi một năm chỉ có được một bộ đồ mới thôi. Dạ. Mà tới 30 tết tới tối á, mà 30 tết là tối á, mất hai lần. Từ má đệ tử rất là giỏi, để làm biết làm đủ thứ, nấu chè bưởi chè này chè nọ biết hết trơn. Đó là bưởi. Dạ. Chè bưởi là để nói là má tôi đã đi xin rất là nhiều, nghĩa là biết nhiều, giỏi quá, biết nhiều cho nên cực nhiều. Và thật ra thì chắc có lẽ là đã tốt thôi. Nhớ một kỳ nha, có cái chuyện này cũng là rất là vui. Cái ông thầy mà dạy nhạc của mẹ đó. Dạ. Yeah. À, cứ mỗi một tuần học trong lớp là học một môn bộ âm nhạc đó. À, cứ mỗi một tuần lễ hay gì đó rồi có lại một cái môn nhạc thì có thầy ở tên là thầy Lợi đó, Lợi ông thầy Lợi. Dạ. Ông ấy lại dạy dạy nhạc cho mình, cái mấy đứa bạn đó thầy nhỏ này nó ca hay lắm ta thầy. Cái hôm nay tao lên nhà thì nghe coi cái nay thầy con ca chung với bài gì thầy dạy gì được, chứ mà con ca bài hát ca không được. Ông ấy sao vậy? Tại vì ca dòng cổ không à. Cái ông ấy dòng cổ hả, ta ca thử thôi. Cái vô câu dòng cổ cho ông nghe ha, cái ông ấy trời dòng hay quá ha. Rồi ông nói vậy thôi, nhưng mà tại vì có cách gì mà ông là dạy nhạc. Yeah. Cho nên còn cái tới ngày mình nghỉ rồi, mình nghĩ là mình đâu có đi học nữa. Yeah. Cái năm đó là bao nhiêu tuổi mà thì vừa dứt lên 12 tuổi rồi. 12 tuổi có nghĩa là từ mẹ học cấp. Thầy có viết nhạc không? Em nói có. Thầy đẩy thầy tên gì vậy thầy?
em nói Trầm Tử Thiên. Cháu rất là nổi tiếng. Dạ. Cháu ca bài của thầy nhiều quá mà sao em hai năm cưới người canh bài sáng sáng nữ hà canh lại buồn. Trên tiền xin chào tất cả đại gia đình đến dự cái buổi ra mắt hồi ký của nữ nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy 65 ngày nghề. Chúc tất cả chúng ta luôn khỏe, thật khỏe và luôn khỏe an toàn, bình an vô sự, hạnh phúc và luôn luôn lúc nào cũng yêu để theo nghệ thuật. Nói về Lệ Thủy thì ở đây chúng ta cũng không còn phải bàn nhiều nữa. Vì cái tên Lệ Thủy nó gắn liền với tất cả khán thính giả thân yêu của nghệ thuật cải lương đã 60 năm. Và hôm nay thì Lệ Thủy là người đã đầu tiên đã làm được một cái hồi ký cuộc đời ca hát 60 năm. Đó là một cái niềm hạnh phúc, một cái niềm vinh dự đối với Lệ Thủy, gia đình Lệ Thủy và đem lại cho những người yêu thương nghệ Lệ Thủy hết sức là thỏa lòng khi xem được cái hồi ký của nữ nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Riêng Tân Tuấn là người cũng được hát chung, được thu đĩa, thu băng chung, video, truyền hình, đài phát thanh v.v. với Lệ Thủy cũng rất là lâu, từ trước năm 75. Cũng có nhiều vở tuồng cũng đã ghi dấu ấn, nhiều bài ca lẻ nổi tiếng Lệ Thủy và Tân Tuấn cũng đã đi vào lòng người. Lệ Thủy đến giờ đây đã được người con trai là Dương Đình Trí hỗ trợ làm công việc giúp mẹ để hoàn thành một cái hồi ký trong 60 năm của mẹ. Đó là Lệ Thủy có một người con rất có hiếu thảo, rất gì giỏi, có bản năng, có một cái yêu nghề, trí thì nói về mình cả khổ cái lương thì trí không phải là sở trường, nhưng mà với cái tâm của trí thì dường như giữa tâm và khổ trí đều quyện vào và hài hòa như nhau, và máu của mẹ sinh con ra thì nó cũng giống như mẹ thôi, dù là con cũng theo nghề khổ được. Phải nói là đây là một cái vui mừng thật sự của một đứa em đối với chị Lệ Thủy. Như anh Thanh Tuấn đã nói thì lần đầu tiên nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã ra mắt được cái hồi ký 60 năm của cuộc đời đi hát của mình. Thì phải nói là trong giới nghệ sĩ chúng em đó rất là vui mừng, rất là xúc động khi hôm nay dự được cái buổi lễ này. Thì cũng xin chúc cho chị được nhiều sức khỏe, nhiều hơn nữa để mà chị cống hiến cái nghệ thuật này cho đến hết cuộc đời. Và cũng như anh Thân Tuấn nói đó là chị làm được cái hồi ký này thì cũng nhờ Dương Đình Trí, một đứa con đã hỗ trợ cho mẹ rất là nhiều. Và cô Thoại Miêu xin chúc cho con Dương Đình Trí sẽ tiếp tục đồng hành và đứng sau lưng mẹ để làm thêm những cái hồi ký hay là những cái gì nữa để cho mẹ. Thì một cái niềm vinh hạnh của một người nghệ sĩ suốt cuộc đời đi hát của mình 60 năm mà ngày giờ này được kể lại những cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gia đình, chuyện hạnh phúc của mình như vậy. Thì phải nói là hôm nay ngồi xem lại những cái thức phim này, Thời Lưu đã khóc thật sự, rất là xúc động. Thôi thì em cũng biết nói gì, thì em xin chúc cho chị Lệ Thủy nhiều sức khỏe và cái album hồi ký này ra mắt với công chúng
được thành công rực rỡ, thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng chị, chúc mừng cho chị. Dạ, cảm ơn chị Huy ạ. Cảm ơn ạ, xin mời cô. Thì đây là một ý tưởng rất mới, rất là lạ. Nhất là hình như là nếu không làm trong giới cải lương thì chị đây chỉ là phát pháo đầu tiên chứ không ạ? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ngày xưa là của các anh chị khác, như chị Kim Cương hay là những các anh chị bên Thanh Nhạc hay là bên Trang Học, thì người ta cũng có một ý rồi. Đây là một cái rất là lạ. Một giống như là thật sự là cái này rất là hay. Để vì chị thể là một người dân ca. Dân ca nếu mà viết hồi ký và viết sách thì ta không thể sau này đàn em đàn cái sau này thế hệ sau thì sẽ không hình dung ra được như thế nào. Là vì viết sách thì chỉ đọc trên sách thôi, đọc chữ thôi, không hình dung được cái tiếng ca như thế nào. Đó, thì đây là một cái hồi ký rất là, và cảm thấy rất là, thật sự là rất khen. Rất khen là biết có một cái sáng tạo quá tuyệt vời, một cái phát đầu tiên để cho có thể là các anh chị sau này có thể là biết có điều kiện thì sẽ làm theo đường này. Mà hôn, tên bị hôn, ước mơ cái này nữa là hôn là nếu có gì mà Trí rảnh rỗi thì sẽ ai có nhu cầu cần thì Trí là anh rỡ điều đó là không ạ. Con sẽ thân vấn hết mình là con không đúng rồi, con người thì nghĩ vậy đó. Vì gì là chị Thủy bắt đầu tiên rồi, biết đâu hay sao thì anh Linh Diêu, anh Thanh Tướng, anh Trí Tâm và tất cả mọi người, nếu mà họ có ý muốn như thế này thì mình rất cần. Vì vậy người anh rất cần để cho thế. Dạ, nếu mà sao lại cô thì nó cô con cũng nhiều lắm. Nhưng quý vị các bạn ngoài cái điểm mà Trí sư đạt của mẹ ra thì cô không nghĩ cho con thân kinh của mẹ để bắt chúng bác lên phòng bác lên là chú Trí đạt được Trí nhiều lắm luôn. Cho nên sao cô biết mà bác Trí thì cái con có lại được nhiều hơn cô nữa. Dạ. Hứa rồi nha. Dạ. Quý vị có thích chị không quý vị? Đúng rồi. Quý vị quá thì là ai? Thì đối với chị để mình có chỉ nói cái ngọ thôi thì quý vị chắc đâu có thể biết từ hồi nhỏ thì quẻ đã là một phong tục của chị rồi đó. Là gì đang làm cái gì mà khi mà nghe bị chị nghĩ là hát hồi xưa là hát là thanh nha, tức là buổi chưa lên chị đây là phát thanh là thanh quẻ anh làm cái bất cứ chuyện gì cũng bỏ chạy tới để mà nghe rồi chạy đi luôn bất cứ cái bài hát mà có ra cái bài ca nhỏ nhỏ bài ca nhỏ thì mua về để mà học lớp thôi chứ gì đâu có gặp được chị đâu để mà học lớp theo đó thì nghe lại phát thanh nó khác thì mình học theo. Thật ra thì con đường nghệ thuật có Thanh Huệ không học cái huy bao giờ, chỉ học lớp mà thôi. Thì cái người mà Thanh Huệ học là chị là Thủy. Và thôi thì bây giờ Thanh Huệ mong sao cái hội ghế của chị sẽ được khán giả đón nhận, chắc chắn là sẽ được đón nhận vì người ta cũng mong chờ điều này rất lâu. Thì chị chúc cho em, chúc cho chị dồi dào sức khỏe, chúc cho Trí luôn luôn có những sáng tạo mới để phục vụ cho bộ môn cải lương này. Cảm ơn. Chị hai Dương Lệ Thủy và em trai là Dương Chí Tâm. Chị em tôi ký họ với nhau mà hãy theo phong tục của người qua ký họ là anh chị em cùng họ với nhau. Bà con nghe. Bà con, dạ. Em kêu bà chỉ bà bà, bà kêu em bà con, thành ra là bà con. Dạ. Rất là vui khi tới tham dự của hội ký bản tình của chị hai Dương Lệ Thủy. Bây giờ chị là một nghệ sĩ nhân dân thì theo đúng nghĩa là tất cả nhân dân Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại đều biết đến chị nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Và không mất thời gian tại vì chắc chắn sẽ có nhiều người muốn chia sẻ nữa thì chúng tôi cũng xin chúc mừng chị hai đã hoàn thành một cuộc hội ký bằng phim và công lớn là do Dương Đình Trí. Dương Đình Trí là một người con chú Thảo đã dâng một món quà vô cùng ý nghĩa và vô cùng quý giá để tỏ lòng hiếu kính của mình dâng lên một món quà cho người mẹ đã sinh thành ra Dương Đình Trí. Xin chúc mừng của hội ký và mong rằng tất cả mọi người cũng sẽ đón nhận của hội ký vào lần này với một tấm chân tình tha thiết như là các thế hệ mai sau chắc chắn cũng sẽ xem để biết thế hệ cha ông đã có những nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy như thời mà chúng ta đang còn xem những thước phim của cô Hà Thủy như chúng ta đang xem. Vâng. Cảm ơn chú. Dạ, chúc mừng nhà. Nhìn chúc mừng chú Đình Tiến.
chị nhớ hồi đi qua bên Mỹ đó, cái chị hiểu lấy cái đôi quan giọng mà giọng chị cũng cao đầu xuống, giọng không giọng là một ông đàn tôi mấy mấy cái gì á, cái chị mới nói không biết mà hồi đó là con chị hai mà cứ gây gỗ với nhau chị, hôm nay rằng con sai con lời, mà thấy động sao được, vì con nè, con là đứa bé bị bỏ rơi ngoài gốc mé gốc mít, đợt ba lần về nuôi cho tới mây giờ. Câu đó cũng chịu đó, chịu câu có gì đó. Cảm ơn em nha, bất tử là nhà chị mày vậy. Thật xin được cảm ơn chú ạ, không biết rất nhiều và cảm ơn chú. Xin ra đảo bộ đoàn cũng mời về các phương liệu. Lúc đó lệ thì nhỏ như nhà cũng được. Hôm nay người ta cũng vậy chấp nhận. Rồi sau này lệ thì hát của Minh Phụng. Nghĩa là Minh Phụng là một cái bài hát trong dòng nhà là trong nhiều năm là hai cái tên sẽ hòa với nhau mẫu là dành cho là bảo hiểm đa kế cao đó. Rồi sau này là mới tới Minh Dương. Rồi sau này nó tới là Minh Tướng với Tăng mẹ đó em. Rồi sau này nữa là mấy người lớn nhỏ có cái tay nhỏ là chỉ nhưng mà vẫn hát vậy thôi. Tại vì mình hát mình cũng biết ngươi nha, cho nên là đề nghị không có ghé nha. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Dạ nhớ ủng hộ cho Lệ Thủy nha. Ngày mai nhớ mở cho xem có không? Dạ xin nhắc lại là ngày mai vào lúc 8 giờ sáng trên kênh YouTube Dương Đình Trí Easy Travel thì sẽ phát hành số đầu tiên với cái là tập 1 của Hội Ký Lệ Thủy. Quý vị nhớ lên YouTube là search nghệ sĩ Lệ Thủy Hội Ký và chắc chắn là sẽ ra vào 8 giờ sáng ngày mai. Một lần xin được chúc mừng nghệ sĩ Dương Lệ Thủy và chúc mừng ca sĩ Dương Đình Trí và xin được mong tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn đồng hành với những dự án, những hoạt động của hai mẹ con cũng như là của trung tâm bước chân hai thế hệ. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào. Mọi người cười lại nha. 1